Xin chào các em, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu số 1 trang 152 sách giáo khoa hóa học lớp 9. Câu số 1 đề bài của chúng ta như sau: hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucose. Vậy để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem lại lý thuyết. Sách giáo khoa trang 151. Đây, thì sách giáo khoa trang 151 có ghi: trạng thái tự nhiên của glucose là glucose có trong hầu hết các bộ phận của cây, nhiều nhất là trong các quả chín, đặc biệt là trong quả nho chín, được thế nào? Đó, hình vẽ quả nho chín này. Và glucose cũng có trong cơ thể người và động vật. Được chưa? Vậy thì bây giờ cô sẽ chữa chi tiết của số 1 ở đây cho các em. Nào, đầu tiên, thứ nhất là glucose có trong nhiều bộ phận của cây. Có trong nhiều bộ phận của cây, đặc biệt là quả chín. Đặc biệt là trong quả chín. Đó. Tiếp theo. Và đặc biệt hơn nữa là những cái loại quả chín có chứa glucose thì sẽ là như là quả nho chín là nhiều nhất. Đặc biệt là trong quả chín. Tiếp theo. Những loại quả chín có chứa glucose nho chín là nhiều nhất. Người ta còn có thể gọi glucose là đường nho đấy em ạ. Đây là nhiều nhất, nhiều glucose nhất. Yeah. Chuối chín, cam chín, vân vân. Mít chín. Rồi đấy, những cái loại hoa quả chín được thế nào thì sẽ đều có chứa glucose. Đó, thì đây chính là cái nội dung trong câu số 1 trong 152 của chúng ta. Cảm ơn các em đã chú ý theo dõi video của cô. Hẹn gặp lại các em ở những video bài học tiếp theo.